tuyệt đối cấm cúng rượu trên bàn thờ nếu chưa biết điều này, kéo càng cúng càng mang tội với tổ tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, phong tục thờ cúng tổ tiên được xem là nét đẹp văn hóa trong cái tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Phong tục này vẫn được lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ. Đây là cái đạo lý thể hiện cái sự kính trọng đối với những người đã khuất. Theo đó, không gian thờ cúng là nơi linh thiêng, trang trọng và sạch sẽ nhất. Để thờ cúng thì không thể thiếu đi những vật phẩm thờ cúng, và trong đó có nậm rượu là một trong những cái vật phẩm không thể thiếu trên ban thờ gia tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy phương Đông cảnh báo, không phải cứ đặt nậm rượu lên ban thờ cúng một cách tùy ý là xong. Nếu gia chủ vô tình hoặc là không biết mà phạm phải những điều đại kỵ trong phong thủy thì sẽ bị tổ tiên của phạt, xui xẻo triền miên, đen đủi đủ đường và gia đình sẽ bị ốm đau, bệnh tật liên miên. Vậy, để tìm hiểu rõ về cái ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ, cũng như cái vị trí đặt nậm rượu, cúng rượu trên ban thờ gia tiên như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên xin mời quý vị tìm hiểu ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Nậm rượu được xem là một trong những cái vật phẩm thờ cúng quan trọng khi thiết lập một cái bộ bàn thờ trong gia đình. Bởi quan niệm truyền thống của người Việt Nam thì trong cái mâm cúng bao giờ cũng phải có rượu. Rượu cúng sử dụng là loại rượu trắng được chưng cất từ gạo hoặc là gạo nếp với cái hương thơm nồng. Có thể hiểu nậm rượu là cái vật dụng để đựng rượu trên ban thờ. Nậm rượu được dùng để dâng lên gia tiên phải là đảm bảo sạch sẽ, tinh khiết. Bên cạnh đó, việc sử dụng nậm rượu còn giúp cho lễ cúng và không gian thờ cúng nó trang nghiêm hơn, giúp thể hiện cái tín ngưỡng và cái sự thành kính của con cháu đối với các cụ. Nó không chỉ đơn thuần là một vật dụng dùng để đựng rượu, mà nậm rượu còn chứa nhiều cái ý nghĩa sâu sắc. Theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì nậm rượu có ý nghĩa như sau. Đầu tiên là hóa giải hung khí, mang lại những điểm lành. Theo quan niệm của người xưa, nậm rượu chính là cái vật có ý nghĩa giúp hóa giải cái hung khí, những cái điểm ác. Đồng thời, nó được xem là cái vật giúp bảo vệ cái sức khỏe và mang lại cái sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình, cho con cháu, mang đến tài lộc cho gia chủ. Theo quan sát thì quý vị có thể thấy nậm rượu được thiết kế với một chiếc bình thu hút tài lộc. Đấy, đó là gì? Miệng thì loe ra, đúng không? Cổ thì thu nhỏ và cái bình đựng thì nó phồng ra. Như vậy, ý nghĩa của nậm rượu trên ban thờ chính là thu hút tài lộc, giữ của cải không bị tiêu hao, từ đó giúp gia chủ có được sự thịnh vượng, tài lộc và giàu sang. Thì ngoài ra, gia chủ cũng cần phải lưu ý, nậm rượu có nhiều kích thước và kích cỡ khác nhau, tùy thuộc vào kích thước của ban thờ và từng loại ban thờ, mà từ đó lựa chọn số lượng và kích thước, kiểu dáng, cái nậm rượu làm sao cho nó phù hợp. Nậm rượu cúng cần phải được chọn riêng, không lẫn lộn với các đồ dùng khác trong gia đình. Cái việc chuẩn bị nậm rượu riêng ấy để bày trên cái ban thờ thể hiện cái sự chu đáo, thành kính của con cháu, giúp cho không gian thờ cúng nó thêm phần trang trọng. Đồng thời, nó thể hiện được tấm lòng thành kính, hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên, với ông bà. Cầu mong cho gia tiên luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Cái việc sử dụng và bài trí nậm rượu trên ban thờ còn có ý nghĩa là các vị thần, ông bà tổ tiên dù đã khuất nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng con cháu. Khi còn sống thì thói quen sinh hoạt thế nào và khi mất đi thì cũng vẫn y như vậy. Thứ hai là cúng rượu có thể là vô lễ. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì có một vị khán giả có gửi về cho chương trình về một cái nội dung là cúng rượu là vô lễ. Có một cái quan điểm như thế này mà quý vị và các bạn cùng lắng nghe suy nghĩ xem liệu quan điểm này có đúng đắn hay là không. Vị khán giả đó có nói, theo tôi thì những cái dịp lễ Tết ngày rằm mùng 1 hàng tháng ấy, thì hãy bỏ thói quen cúng rượu. Không nên đặt những cái thứ gọi là rượu trên ban thờ tổ tiên, mà hãy thay vào đó bằng những chén trà tao nhã. Có như vậy thì mới giữ vẹn được cái ý nghĩa của tục lệ thờ cúng. Mông cỗ ngày Tết, ngày rằm ngày mùng 1 và rượu là cái thứ không thể thiếu trên mông cỗ của người Việt. Cũng như là xôi, thịt, bánh chưng là cái thứ nhất thiết phải có, không thể thiếu trong cái mông cỗ ngày Tết. Cúng rượu từ xa xưa vốn là tục lệ, là nét đẹp của bao đời nay. Bởi nếu bánh chưng, bánh tét thì có trong ngày Tết là cái sản phẩm tiêu biểu cho cái thành quả lao động của con người. Như là gạo nếp bao bọc đậu xanh, nhân thịt heo, biểu trưng cho cái sản vật nuôi trồng của nhà nông, thì rượu cũng có ý nghĩa tương tự. Bởi rượu cũng là cái tinh chất được ủ lên men, hay là được chưng cất từ những sản vật do con người tạo nên, như là gạo nếp, nho, dâu, khoai, bắp vân vân. Chính vì thế mà rượu cũng được xem là một món ngon vật lạ, là một thực phẩm rất là quý. Người Việt Nam ta có truyền thống là uống nước nhớ nguồn. Chính vì thế mà cái phong tục thờ cúng tổ tiên đã lưu truyền từ bao thế hệ.
Bởi thế, nhà ai cũng có bàn thờ để thờ cúng tổ tiên, thần linh trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm mùng 1. Và hàng tháng ấy, thì các gia đình đều dọn dẹp, bày biện lên bàn thờ và dâng cúng những cái sản vật, những món ngon vật lạ để một phần bày tỏ cái tấm lòng thành kính, một phần là thầm mong ước ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu được năm mới tốt lành, làm ăn khỏe mạnh, tháng tới thì gặp nhiều điều tốt lành, buôn bán kinh doanh thì thuận lợi. Chính vì thế, trong mâm cúng thì không thể thiếu vắng nơi đi một chén rượu. Và nhân dân ta có câu: vô tửu bất thành lễ, phi trà bất vấn tiên. Nghĩa là gì? Trong lễ cúng mà không có rượu thì không thành lễ, không có trà thì không thể mời được tổ tiên. Cho nên cái tục cúng rượu nó xuất phát từ cái quan điểm đó. Vì rượu là lễ nên không phải bất cứ loại rượu gì cũng có thể cúng lên được. Xưa kia cha ông ta thường lựa chọn rất kỹ càng. Rượu cúng phải là rượu trắng được lên men từ gạo nếp và chưng cất cao độ, có hương vị thơm nồng. Còn giờ đây, mặc dù cái nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được giữ nguyên, cái phong tục thờ cúng tổ tiên vẫn còn được chúng ta bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại bận rộn thì đã khiến cho mọi người đơn giản hóa cái việc thờ cúng cũng như cái nghi lễ, thậm chí còn làm ở cái mức là cầu thả, làm cho có lệ. Trên bàn thờ của người Việt có đủ các loại như là rượu Tây có, rượu ta có, rượu thật có, thậm chí có cả rượu giả, chẳng theo một cái nguyên tắc trật tự nào cả. Thì trong thời gian qua có một vụ ngộ độc thực phẩm ở Hải Phòng ấy, thì đã khiến cho một gia đình có người bị tử vong, gióng lên một hồi chuông cảnh báo là về cái tình trạng làm rượu giả tràn lan. Lợi nhuận đã khiến cho con người vô tình bán rẻ cái tính mạng của đồng loại của mình một cách không thương tiếc. Vậy mà chắc hẳn trong số chúng ta thì cũng có những người vô tình mang thứ rượu độc hại đó về nhà cúng lên ông bà tổ tiên, đúng không ạ? Cũng như vậy, không những là mất đi cái chữ lễ trong câu vô tử bất thành lễ, mà còn là vô lễ vì dâng những đồ dở cho các bậc tiền nhân. Chẳng nói gì đâu xa lạ, tôi dám chắc đảm bảo trên bàn thờ thần tài hay bàn thờ tổ tiên nhà các bạn chắc chắn cũng có một vài ba chai rượu nhỏ được mua ở ngoài chợ. Đó không phải là rượu mà đó gọi là nước pha cồn. Chúng ta mua những cái thứ đó cúng lên bàn thờ chẳng khác nào cái hành động là tiếp tay cho những kẻ buôn rượu giả, cho những kẻ làm ăn bất chính. Chúng ta không chỉ tự làm hại bản thân chúng ta mà còn vô lễ với chính các bậc tiền nhân. Do đó theo tôi, hãy thay cái tục cúng rượu bằng trà trên cái mâm cúng, bởi trà là một cái loại phổ dụng, nhà nào cũng có, uống trà lại là một cái thú vui tao nhã, thể hiện cái nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam chúng ta. Hơn nữa, cái câu vô tửu bất thành lễ, phi trà bất vấn tiên, thì trà cũng là một cái loại thực phẩm tốt đẹp, có sức khỏe và cũng có ý nghĩa tâm linh trong cái việc thờ cúng. Chúng ta không phải mệt mỏi suy nghĩ là trà thật hay là trà giả. Uống trà còn thể hiện được cái tâm hồn, tình cảm và nhân cách của con người Việt Nam chúng ta. Uống trà và thưởng thức trà là một trong những nghệ thuật và nó còn là một nét văn hóa rất riêng, rất đẹp trong nền văn hóa Việt Nam. Trà nó giữ cái vai trò giao lưu giữa các tầng lớp trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, đẳng cấp. Chén trà làm cho con người xích lại gần nhau. Ngoài ra thì người ta cũng sẽ sử dụng trà như một cái phong tục để giao tiếp, biếu xén, làm quà tặng vân vân. Trong các lễ cầu phúc, chúc phúc hay là cưới xin, ăn hỏi dạ ngõ vân vân thì trà cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó thì trà cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc kết thúc cái bữa ăn của mỗi gia đình. Chính vì thế, trong các dịp lễ Tết, ngày rằm mùng 1 hàng tháng thì liệu chúng ta có nên mạnh dạn thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi thói quen đừng uống rượu nữa mà hãy thay vào đó bằng những cái chén trà để giữ nguyên vẹn cái ý nghĩa của tục thờ cúng. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong cái ý kiến của vị khán giả này thì quan điểm của quý vị như thế nào ạ? Theo quý vị có nên là bỏ rượu thay bằng trà hay không? Còn riêng với những người học đạo như chúng tôi ấy, thì cái câu phi tửu bất thành lễ, vô trà bất vấn tiên thì rượu là lễ nên bắt buộc phải có trên bàn thờ. Nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho nên chúng ta vẫn phải cúng rượu. Trà thì có thể là một thứ để thêm vào thôi, để kết thúc thôi, chứ không thể thay trà bằng rượu được. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải hết sức lưu ý là cái việc lựa chọn cái loại rượu nào để cúng lên bàn thờ thì rượu đó phải được sạch sẽ và có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, nên lựa chọn rượu trắng để cúng dâng lên ông bà tổ tiên, dâng lên các vị thần linh là tốt nhất. Không nên mua những loại rượu tạp nham, không rõ lai lịch, không có nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải những rượu giả, rượu pha cồn. Ngày nay có rất nhiều người nghĩ rằng nghĩ mình ăn gì thì cúng đấy, hay là thời hiện đại thì phải có những cái lễ vật quan trọng, trọng đại, nhưng lại không biết rằng cái quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Bên cạnh đó, nếu làm ẩu thì sẽ còn đắc tội với tổ tiên và thần linh. Thưa quý vị, hiện nay có thể dễ dàng nhận thấy
Trên ban thờ thần tài thổ địa cũng được dâng lên những các món như là bia, thuốc lá, tôm tươi, đủ các loại thịt cá, với quan niệm rằng càng cúng nhiều lễ vật thì sẽ càng được các thần chiếu cố ban cho nhiều lộc lá hơn. Nhưng thực sự thần linh không hề nghĩ như vậy, thậm chí còn trái lại, họ xem những cái hành động ấy của con người chính là đang làm nhục thần linh và là có tội. Và câu chuyện dưới đây chúng ta cùng hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Bắt chước người khác cúng bia, rượu, thuốc lá. Trước đây có một gia đình họ Đinh nhà nọ thì cũng được xem là khá giả nhất trong vùng. Nhà ông làm ăn buôn bán nên là cũng lập bàn thờ thần tài để cúng thần tài thổ địa. Hàng ngày ông đều thắp hương cúng bái, lễ vật thì hậu hĩnh, rồi cầu vái cho gia đình buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Một hôm ông Đinh đi qua nhà hàng xóm chơi, ở đó ông nhìn thấy trên ban thờ thần tài thổ địa có cúng bia, thuốc lá, rượu. Ông thấy lạ bèn hỏi. Người hàng xóm trả lời: hàng ngày mình dùng gì thì cúng nấy thôi, với lại đây là những món khoái khẩu của nhân gian, không lẽ mình dùng mà lại không cho các ngài ấy dùng. Ông Đinh nghe thấy có lý, nên khi về nhà, ngoài việc dâng cúng lễ thì ông cũng được kèm theo một cái điếu thuốc lá trên tay của vị thần tài thổ địa. Một vài lon bia cũng được đặt trên ban thờ. Sau này ông còn thậm chí chế ra cách gắn điếu thuốc lá vào cái chân nhang trong cái lư hương, rồi đốt xem như là đang mời các vị hút thuốc. Một ngày nọ, một người bạn họ Lục đến thăm nhà ông Đinh. Khi bước vào nhà, người này nhìn thấy bàn thờ thần tài thổ địa nhà ông Đinh ấy thì lập tức thất kinh. Người bạn sau khi uống trà, tâm sự hàn huyên thì hỏi ông Đinh tại sao lại cúng những thứ thuốc lá, bia, rượu lên trên ban thờ thần tài như vậy. Ông Đinh thuật lại mọi chuyện cho người bạn nghe. Người bạn vốn là một người tu đạo cũng nên có am hiểu về cái chuyện quỷ thần. Ông Lục nói với ông Đinh rằng khi bước vào nhà anh thì thấy trên ban thờ thần tài thổ địa toàn là ma quỷ, không hề có thần linh cư ngụ. Ông Đinh lúc này mới xanh mặt hỏi nguyên nhân, thì người bạn giải thích rằng trên ban thờ không có thần linh bởi vì hàng ngày anh toàn cầu tiền tài danh vọng, hơn nữa lại cúng những thứ như bia, rượu, thuốc lá, những thứ mà con người vẫn xem là cái chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe. Anh Lục nói tiếp: anh nghĩ xem thế nào thì mới được gọi là thần, chẳng phải các vị đó phải thanh khiết, từ bi, không còn vướng bụi nhơ ở nơi trần thế hay sao? Vậy thì liệu họ có thể cảm thấy ngon khi mà ăn những thứ mà con người vẫn khen ngon, thích dùng những thứ mà con người hàng ngày vẫn dùng? Nếu họ thích thì họ đã là người thường rồi, chứ không phải là thần tiên nữa. Thần tiên không hề giống con người, ai cho chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ giúp người đó nhiều hơn. Vậy nên dù có dâng lễ cúng hậu hĩnh thì cũng không có tác dụng gì. Thần có pháp lực nên có thể ban cho con người tiền tài danh vọng, nhưng không thể ban một cách vô lý, tùy ý, vô cớ, mà phải là người đặc biệt tốt, có tấm lòng nhân hậu, đạo đức cao thượng. Thì khi vị thần thấy họ khó khăn thì giúp đỡ đôi chút. Trong nhà của anh hàng ngày đều cúng những ít thứ mà thần linh không thể ngửi được, cầu khấn những việc mà thần linh không muốn nghe. Một nơi khó ở như vậy thì liệu có thần tài thổ địa nào dám nán lại hay không? Họ từ lâu đã rời đi rồi. Giải thích về việc vì sao trên ban thờ thần tài thổ địa lại có ma quỷ thì ông Lục nói: trên ban thờ có ma quỷ là vì những thứ hàng ngày anh cúng ấy, những lời hàng ngày anh cầu là những thứ mà chúng thích ăn, chúng thích nghe. Bởi vì ma quỷ chỉ thích nhìn vào cái tâm ác, tâm xấu, cái tâm tham lam của con người. Nếu có giúp đỡ gia chủ phát tài, phát lộc thì cái giá phải trả sau này thì còn đắt hơn gấp nhiều lần. Ông Đinh nghe tới đây thì bừng tỉnh. Ông nói với bạn: không biết từ lâu rồi tôi đã tích bao nhiêu tội nghiệp rồi mà không biết. Ông Lục khuyên bạn nên hành thiện, tích đức nhiều hơn, quy chỉnh lại cách thờ cúng bái thần tài thổ địa. Bởi vì việc dâng hương cúng lễ thần linh là thể hiện cái lòng thành kính và tin tưởng đối với trời đất, thần linh, chứ không phải dựa vào đó để cầu mong phát tài phát lộc. Vậy nên nhiều lúc chỉ cần một que hương, nhưng mà cái lòng thành kính đầy đủ thì các vị có thể nghe thấy và hết sức là vừa ý. Thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi thì cũng mong quý vị và các bạn lưu ý không nên trưng bày những thứ đồ không phù hợp trên ban thờ, kẻo lại phạm phải những đại kỵ trong phong thủy, khiến cho gia đình gánh vác những xui xẻo, tiền bạc cứ đội nón quay đi. Quý vị thân mến, như vậy vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt rượu trên ban thờ gia tiên, cũng như là có nên thay rượu trà hay không, và những cái phong tục thờ cúng đặt những gì trên ban thờ thần tài là chuẩn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cách bài trí hũ tài lộc trên ban thờ kích hoạt sự giàu có, may mắn, đem đến tài vận liên tiếp cho gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông.
Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. À quý vị thân mến, từ lâu ấy, cái việc thờ cúng tổ tiên, ông bà đã trở thành một cái phong tục, là một cái chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người, đồng thời là một cái phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Dân Việt thường trọng lễ nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ và có hiếu với ông bà, với tổ tiên, với nguồn gốc của những người đã sinh ra mình. Đặc trưng của văn hóa nông nghiệp cũng được thể hiện qua cái bàn thờ tổ tiên. Ngoài những cái vật phẩm quan trọng trên bàn thờ như là đỉnh đồng này, hạc này, bát hương này, đĩa bồng này, đèn, hoa, vân vân, thì chúng ta còn thấy trên cái bàn thờ có ba cái hũ đựng nước, gạo và muối, hay còn được gọi là gì? Là hũ tài lộc. Nếu mà quý vị đặt đúng và làm đúng cái việc này thì trên bàn thờ sẽ tăng cường cái vượng khí và mang lại cái may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Hũ gạo, muối, nước còn được gọi là hũ tài lộc. Đó là một trong những cái vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong cái bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình, giúp mang đến nhiều cái ý nghĩa may mắn, tiền tài và danh vọng. Nhưng không phải ai cũng biết về cách đặt ba cái hũ tài lộc này, đúng không? Ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ ở vị trí nào cho đúng, cho chuẩn. Sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp mang cái giá trị nhân văn sâu sắc về đạo đức, về lối sống và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Điều đó nó càng được thể hiện rõ qua cái lòng biết ơn, cái sự hiếu kính của con cháu với ông bà tổ tiên, với cha mẹ. Và cái phong tục thờ cúng gia tiên ấy, của toàn dân tộc ấy, nó cũng bắt nguồn từ đó. Mỗi một món đồ thờ cúng thì đều mang trong mình một cái ý nghĩa riêng và có quy tắc sắp xếp nhất định, không thể tùy tiện đặt đâu bày đó được. Đôi khi lỡ mà phạm phải những đại kỵ trong tâm linh thì cũng mang lại cái hung họa cho gia đình. Vậy thì trong đó cái hũ nước, gạo, muối là một trong những cái vật phẩm quan trọng và không thể thiếu trong mỗi bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình, mang đến nhiều ý nghĩa may mắn, tiền tài cho gia chủ, được gọi là hũ tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đặt ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ đúng và chuẩn phong thủy. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về cách đặt ba hũ nước, gạo, muối như thế nào để thâu thu thêm cái may mắn, tài lộc và bình an trên cho gia chủ. Thưa quý vị, đầu tiên ấy, về cái bố cục sắp xếp bàn thờ gia tiên ấy, thì ở phía trên cao nhất thường là cái ngai thờ đúng không? Cái ngai thờ. Sau đó đến gì? Đến cái đỉnh đồng và hạc. Tiếp theo là đến bát hương. Đó. Và tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sẽ có những cái đĩa bồng, có chén nước, có cái hũ tài lộc, vân vân. Đó. Thì bát hương cũng là một cái phần cực kỳ quan trọng, là một cái bộ phận không thể thiếu, là nơi kết nối tâm linh giữa người âm và người dương thông qua cái làn khói hương nghi ngút. Đó. Và quý vị biết ấy, thì trong cái thời gian từ nay đến Tết, đúng không ạ? Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Từ giờ đến Tết thì cũng còn gì? Là một cái thời điểm để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương và lau dọn bàn thờ rất là tốt. Đó. Vậy nên là trong quá trình từ giờ đến Tết ấy, quý vị muốn lau dọn bát hương và gì lau dọn bàn thờ ấy, và bốc lại bát hương ấy, thì quý vị hãy chọn ra những ngày thích hợp để quý vị làm đó. Và đặc biệt khi bốc lại bát hương, quý vị hãy kiểm tra xem trong bát hương nhà mình có cốt hay không. Cốt là, tức là cái cốt thất bảo đấy. Cốt thất bảo là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để gì, để nạp cốt cho bát hương. Khi mà cái cốt thất bảo nó được nạp vào bát hương thì nó mới mang lại cái linh khí, mang lại lưu giữ được cái lời nguyện cầu, cũng như là gì, lưu giữ được những cái tâm nguyện và gì giúp cho gia chủ, gia tiên có thể là nhận được những cái lời thỉnh cầu của con cháu đó. Vậy nên là gì, khi mà không có thất bảo thì bát hương nó sẽ bị trống, đúng không ạ? Vì và nhìn vào nó sẽ không có linh khí, không linh khí, và khi thắp hương thì các cụ cũng ít hiển linh về đó. Vậy nên là gì, trong bát hương ấy thì phải có cốt thất bảo nhé, quý vị nhớ nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo nhé. Cốt thất bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mà thỉnh cốt thất bảo ấy, quý vị sẽ được xem miễn phí về ngày bốc bát hương, ngày lau dọn bàn thờ, cũng như là gì, ngày bốc bát hương, bốc lại bát hương, để cho mọi việc nó tiến hành được một cách suôn sẻ, may mắn và bình an. Sẽ chọn được những ngày hợp tuổi hợp mệnh với gia chủ, để không nhất thiết phải là ngày 23 tháng chạp, mà sẽ có những ngày tốt để cho quý vị làm cái việc này. Đó. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo nhé. Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý này, có cái gói gọn vàng thần tài thì cũng là một trong những vật phẩm để nạp tài cho bát hương, cho bàn thờ. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989
để thỉnh cái gạo ban thần tài. Chúng ta có thể rắc quả bát hương ngày mùng 10, ngày mùng 1 và ngày rằm, đặc biệt là ngày vía thần tài. Nếu nhà ai mà đang thờ thần tài ấy, thì quý vị có thể sử dụng một cái gói này để gì? Để rắc vào cái bát hương thần tài trong ngày mùng 1, ngày 15 và ngày mùng 10 là ngày vía thần tài đấy. À, thưa quý vị, thì đầu tiên trước khi tìm hiểu về cái vị trí đặt cái hũ tài lộc ở chỗ nào trên bàn thờ để được may mắn bình an và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu qua về cái ý nghĩa của ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ gia tiên. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong văn hóa của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. À, chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng ấy, thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như là tiền tệ, vàng, bạc, gạo, muối, vân vân. Đấy, cùng những cái mâm lễ vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết Dỗ Chạp. À, trong cái bộ đồ thờ cúng đầy đủ ấy, thì không thể thiếu cái hũ đựng nước, gạo, muối, hay còn được gọi là gì? Gọi là đài thờ hay là chóe thờ, hay còn được gọi là gì? Là hũ tài lộc. Cái sự xuất hiện của ba hũ nước, gạo, muối này trên bàn thờ gia tiên ấy là cái điều tất nhiên và bắt buộc phải có. Nước, gạo, muối là ba loại thực phẩm cần thiết, không thể thiếu được trong cái cuộc sống hàng ngày của con người. Vì vậy, việc đặt ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ với cái ý nghĩa là mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng ấy luôn ấm no đầy đủ, đồng thời thể hiện được cái tấm lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với những người đã khuất. Mỗi một cái hũ sẽ đựng một thứ khác nhau, một hũ đựng gạo, một hũ đựng muối và một hũ đựng nước. Cùng với đó là những cái ý nghĩa đặc trưng riêng biệt của từng hũ trên bàn thờ. À, khi mà quý vị chọn được đúng và gì làm đúng làm đủ thì sẽ thu hút được cái may mắn tài lộc và ông bà sẽ hiển linh ban lộc cho con cháu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của hũ gạo trên bàn thờ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, gạo thì được coi là hạt ngọc của trời. Gạo là loại thực phẩm thiết yếu trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ ngàn đời nay thì đây là cái loại lương thực để nuôi sống con người. Lúa gạo là của cải, là cái cảnh sung túc do trời ban và là cái sự gì tinh khiết nguyên sơ. Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam ấy, thì có thể thiếu những thức ăn ngon khác, nhưng mà không thể thiếu được hạt cơm dẻo, ngọt bùi từ gạo. Hơn nữa, Việt Nam còn được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Đặt cái hũ tài lộc, đặt cái chóe thờ đựng gạo là một cách thể hiện cái tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với các vị thần đã ban cho chúng ta những cái hạt ngọc quý giá của trời. À, chính vì thế, hũ gạo được đặt trên bàn thờ là cái biểu tượng cho cái sự lòng biết ơn của con người đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh, cũng như để gửi gắm cái lời nguyện cầu làm ăn phát đạt, có của ăn của để cho gia chủ. Hũ gạo là cái vật phẩm hầu như nhà nào cũng có. Hũ gạo và tủ lạnh, thì tủ thì đựng thực phẩm là nơi mà con người cất giữ cái đồ đạc. Hũ gạo đôi khi không chỉ còn có công dụng đơn thuần là đựng gạo nữa. Với người phương Đông ấy thì quen ăn cơm gạo, thì hũ gạo còn mang cái ý nghĩa là cái kho lương trong nhà, là nơi lưu trữ, tích tụ cái tài lộc. À, nhiều gia đình ngày nay không mấy khi nổi lửa, thậm chí còn đến hũ gạo cũng không có trong nhà. Khi nào nấu ăn thì lại mua túi gạo rồi tiện đâu thì để đó. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy ấy, thì tùy tiện đặt gạo trong nhà một cách là vô kỷ luật như vậy ấy, thì sẽ không hề tốt cho cái vấn đề về tài lộc của gia chủ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong phong thủy thì cái thuyết phong thủy cho rằng hũ gạo là cái vật chứa gạo, nó có ngũ hành là thuộc thổ. Chính vì thế mà cái hũ gạo nên đặt ở cái phương vị thổ là tốt nhất. À, tức là đặt ở phía tây nam hoặc là đông bắc trong nhà. À, ngũ hành của phía đông bắc là thuộc thổ, đúng không ạ? Và cái ngũ hành phía đông ấy, thì là nó thuộc mộc, thì mộc khắc thổ. Vậy nên là phía đông nam và phía đông thì chúng ta không nên đặt, bởi nó là nơi mộc khí nó vượng. Đấy, mộc thì khắc thổ, dễ khiến cho tiền bạc bị hư hao và vận may thì nó bị tan biến. Hũ gạo cũng giống như là cái kho bạc của gia chủ. Các bạn không nên để cái hũ gạo ở cái nơi dễ nhìn. Người ngoài vào nhìn vào mà thấy ngay ấy, thì là không tốt. Nên đặt ở một góc khuất nào đó và thoáng cái tầm mắt. À, đó là hũ gạo, đúng không ạ? Và hũ gạo, gạo là một cái vật phẩm mà chúng ta cũng dùng rất nhiều trong việc thờ cúng. Đấy, quý vị thấy là khi chúng ta tiến hành các nghi lễ cúng bái như ngày rằm, ngày mùng 1, hoặc là những ngày lễ quan trọng lập bàn thờ hay là bốc bát hương, hay là những nghi lễ thờ cúng động thổ khai trương hay là làm gì đó, thì chúng ta cũng cần như là có một cái đĩa đựng gạo và muối.
thì đó cũng là một cách để thể hiện cái tấm lòng thành kính. Đó, đó là gạo nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về ý nghĩa của hũ muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, ông bà xưa có quan niệm là gì? Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, là một tài sản quý giá đối với con người, là cái gia vị không thể thiếu trong cái cuộc sống hàng ngày. Đối với đời sống tâm linh thì muối có tác dụng giải sát cho gì cho con người, còn tượng trưng cho cái ý chí mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng. Vì thế, việc đặt hũ muối trên bàn thờ với cái mong muốn là sẽ có một cái cuộc sống ấm no, vững chắc và thịnh vượng. Theo quan niệm dân gian thì muối còn giúp chúng ta xua đuổi cái vận xui và đem lại may mắn đến cho gia chủ, đúng không ạ? Và cái những ngày mà chúng ta gặp đen đủi thì chúng ta thường cầm một nắm muối, đúng không ạ? Cầm tay phải ném qua vai trái để gì? Để giải xui. Đấy, người ta thường làm như vậy. Thưa quý vị, cái thời điểm mùng 1 Tết thì ngày đầu tiên của năm mới chính là cái lúc mà các gia đình cần đổ bỏ hết những cái tà khí và của quá khứ để hướng đến một cái tương lai tốt đẹp. Trong ngày mùng 1 Tết thì gia chủ có thể rắc muối ở gì? Ở từng phòng, hoặc là ở trước cửa nhà để xua đi tà khí, để giải xui, đón cái vận may về nhà. Thì ngoài ra ấy, cầm một nắm muối ném qua vai trái thì cũng là một cái cách để quý vị giải xui. Đó. Quý vị đừng có ném ra qua vai phải nhé, ném qua vai phải là sẽ gì? Gặp xui gấp đôi đấy. Sau khi cả nhà đều được gì thanh lọc sạch sẽ là cái lúc để chuẩn bị bắt nước muối phong thủy để xua đi tà khí và gì cũng là gì đón một năm mới được may mắn và bình an. Thì sau đây là cách làm cái bát nước muối phong thủy này. Thì đầu tiên cho muối vào đầy 3/4 cái bát hoặc là cái ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào cái bát. Quý vị chú ý nhé, cái mặt dương là cái mặt có chữ ấy, quý vị để nổi lên nhé, và mặt có hình thì để úp xuống. Sau đó chúng ta cho nước từ từ và đặt bát lên một cái miếng vải lót. Đặt bát nước muối ở vị trí thích hợp. Trong suốt một năm sau gia chủ ấy, nên nói chung là không được che miệng bát, để yên lặng một chỗ cùng một vị trí, không được xê dịch hay là động chạm. Nếu bị dịch chuyển ấy, thì cái năng lượng tích tụ tiêu cực nó sẽ bị phá vỡ. Cho đến tận cuối năm ấy, thì các bạn hãy đổ bát nước muối đi và bỏ đồng xu đi. Đó. Như vậy là gì? Cách làm đó là để quý vị là gì có thể thâu thu thêm cái tài lộc, may mắn. Đó là gọi là cái cách làm hũ muối tài lộc. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ý nghĩa của nước trên bàn thờ. Thưa quý vị, nói chung ấy, nước chính là cái ngọn nguồn của mọi sự sống trên cái thế gian này. Con người có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà không thể nào thiếu được nước sạch. Nước là cái nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng vạn vật. Thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ chết. Như vậy thì cũng đủ biết là cái tầm quan trọng của nước như thế nào rồi. Đồng thời, cái đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch, thanh cao. Nước có thể rửa sạch những thứ vấy bẩn và nó làm nó trở lên thuần khiết và sạch sẽ hơn. Vì vậy, gia chủ đặt cái hũ nước trên bàn thờ để ước nguyện cái lòng thanh tịnh, tâm được tĩnh lặng, yêu thương, đó, gửi gắm cái hy vọng sống được một đời được an nhiên. Vượt qua những cám dỗ của đời thường, có được cái sức mạnh của sự trong sạch và như nước đó. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của nước, gạo và muối. Vậy thì chúng ta có thể làm thế nào để làm được cái hũ tài lộc đựng ba cái hũ nước, gạo, muối đó, đặt lên bàn thờ hay đặt ở vị trí nào thì sẽ được tốt lành và may mắn? Ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt ba hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ chuẩn nhất. Thưa quý vị, không gian thờ là nơi linh thiêng nên là gia chủ cần phải chú ý không nên tùy tiện đặt bất cứ cái vật gì lên trên bàn thờ, mà phải tìm hiểu thật kỹ, xem xét phải cẩn thận, vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái phong thủy của gia đình và khiến cho gia chủ gặp nhiều cái điều xui xẻo, không may mắn. Với cái tầm quan trọng của ba cái hũ nước, gạo, muối trên bàn thờ ấy, thì cái việc sắp đặt của các hũ này cũng không thể tiến hành một cách tùy tiện được, không thể bạ đâu đặt đấy được, đúng không ạ? Cho dù không gian thờ tự có lớn hay là nhỏ, được sắp xếp ra sao ấy, thì gia chủ cũng phải nên chú ý với vị trí sắp xếp của ba cái hũ đựng nước, gạo, muối trên bàn thờ sao cho phải phù hợp và đúng với phong thủy nhất. Điều này nó không chỉ gây ảnh hưởng tới phong thủy của bàn thờ, mà hơn hết, khi đặt đúng vị trí theo phong thủy thì sẽ giúp ông bà tổ tiên nghe thấy được những lời nguyện cầu của con cháu của gia chủ, từ đó mà phù hộ độ trì cho cuộc sống của gia chủ được bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Vậy thì cách đặt ba hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ như thế nào gọi là chuẩn phong thủy? Thứ nhất, vị trí đặt ba hũ gạo, muối, nước. Gia chủ có thể sắp xếp ba cái hũ gạo, muối, nước thành hàng ngang hoặc là thành hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ ở chính giữa sẽ là nước và hai hũ hai bên sẽ là gạo và muối, đúng không ạ?
cái vị trí sắp đặt ba hũ gạo muối nước thì gia chủ nên đặt ở phía trước cái bát hương và phía sau cái mâm bồng. Đó là trên bàn thờ gia tiên. Và mỗi chế thờ cách nhau một đoạn, tùy theo cái không gian mà quý vị sắp xếp làm sao cho nó hợp lý và không bị nó gò bó quá, đúng không ạ? Còn vị trí đặt ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ thì còn phụ thuộc vào cái không gian hẹp hay nhỏ, kích thước bàn thờ lớn hay bé của mỗi gia đình, đúng không? Và quan trọng là cái loại bàn thờ đó là loại bàn thờ gì mà có thể đặt các vị trí khác nhau. Cách đặt với từng loại bàn thờ này. Thứ nhất là đối với bàn thờ gia tiên. Thưa quý vị, bàn thờ gia tiên thì chúng ta đặt ba hũ nước gạo muối thành một cặp. Vậy, đôi khi cũng chỉ đặt một cặp gạo và muối thôi cũng được. Các bạn có thể đặt hai hoặc là ba hũ ở phía trước bát hương và phía sau mâm bồng. Nếu mà gia chủ thờ hai hũ ấy, thì một hũ đựng gạo và một hũ đựng muối. Đó. Hoặc là một hũ đựng nước và một hũ đựng muối. Chúng được đặt ngay sau mâm ngũ quả và gì trước cái bát hương theo cái hàng ngang. Còn đối với bàn thờ thần tài thổ địa ấy, thì hũ gạo muối nước được đặt sau bát hương và nằm giữa ở hai thần ông thần tài thổ địa và bát hương ấy. Đó. Xếp theo hình tam giác, đúng không ạ? Quý vị có thể xếp theo hình tam giác hoặc là theo đường thẳng cũng được. Đối với bàn thờ Phật thì gia chủ chỉ cần gì đặt một hũ nước sạch hoặc là hai hũ ở hai bên để cho thanh tịnh là đủ. Còn đối với những nhà mà có không gian nhỏ hẹp hoặc là bàn thờ quá bé thì việc đặt ba hũ nước gạo muối sẽ chiếm nhiều cái diện tích, thì quý vị có thể đặt hũ muối và hũ gạo thôi cũng được. Đó là cách đặt hũ nước gạo muối để thâu thu cái tài lộc và may mắn. Thứ ba, chúng ta cũng xét về những cái lưu ý khi mà đặt ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng là cái việc vô cùng quan trọng và linh thiêng. Nếu đã xác định thờ cúng tổ tiên, thần linh thì gia chủ cần phải thành tâm. Vị trí đặt hũ gạo muối nước trên bàn thờ đúng sẽ mang lại cái ý nghĩa linh thiêng. Do đó, khi đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ thì gia chủ cần phải lưu ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là tùy theo kích thước bàn thờ và cách bài trí cái đồ thờ cúng để gia chủ có thể chọn cách đặt hũ gạo muối nước có kích thước phù hợp. Gia chủ nên lựa chọn các loại gạo ngon. Nếu ở quê thì lấy gạo mới chín, đúng không ạ? Gạo mới gặt đấy. Và nước sạch, muối sạch để làm cái vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Chế thờ cũng phải được chọn một cách cẩn thận, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, hũ gạo muối nước phải được dùng riêng, không dùng chung với các sản phẩm thờ cúng khác. Hoặc là các sản phẩm dùng riêng trong gia đình. Nói chung ấy, khi làm vậy chúng ta mới giữ được cái tính linh thiêng và trang nghiêm trong việc thờ cúng. Quý vị cũng nên chọn cái chế thờ có thiết kế miệng nhỏ, bụng phình to, lại như trên màn hình ấy. Cái điều này nó mang ý nghĩa là gì? Như là hút cái tài lộc, mang lại may mắn cho gia đình. Thì cái hũ gạo muối nước nó chính là cái hũ tài lộc để thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, quý vị cũng không chọn những chế thờ bị sứt mẻ, chất lượng kém. Như vậy sẽ rất dễ bị bể trong quá trình là thờ cúng và sẽ rất là xui. Đó. Bên cạnh đó, thì cái hoa văn khi mà trang trí trên cái hũ gạo nước, gạo muối ấy, thì cũng phải gì? Thường là những hoa văn may mắn và đẹp mắt như là gì? Hoa mai này, hoặc là gì? Hoa sen này, hoặc là long phượng vân vân. 4. Khi nào nên thay mới ba hũ nước gạo muối? Thưa quý vị, chúng ta nên thay ba hũ nước gạo muối thường xuyên vì bàn thờ nói chung là rất dễ bị bẩn. Cái việc giữ sạch sẽ giúp cho gì? Gia chủ đem lại nhiều cái may mắn hơn cho gia đình. Khi thờ cúng cái vật phẩm gạo muối nước trên bàn thờ thì thời điểm thích hợp nhất để thay cái hũ mới là khoảng 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng. Đó. Quý vị lâu hơn thì có để 2 tháng nếu mà thời tiết bình thường, nóng ẩm, đó. Còn đối với hũ gạo thì gia chủ có thể lấy gạo đổ vào cái thùng gạo để ăn. Hoặc là gia chủ cũng có thể là gì? Đổ một nửa gạo và muối, sau đó thì đổ thêm gạo muối mới vào. Đó. Tuyệt đối không được đổ hết đi, như vậy là sẽ mất hết tài lộc của gia tiên cho con cháu hưởng. Đổ hết đi thì coi như là gì? Đổ hết tài lộc, may mắn. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt ba hũ tài lộc, nước gạo muối ở vị trí nào trên bàn thờ để có được cái sự may mắn bình an và mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.